Ngày hôm nay mình sẽ kho thịt bò các bạn, kho sả ngại ha. Nói chung mình bây giờ mình sẽ ướp nó. Mình sẽ cho thịt bò vô cái nồi nồi đất nha các bạn. Mình sẽ cho ớt trái các bạn sắc lát ha, vô ha. Rồi ngại nè, ngại sắc lát luôn. Rồi hành tím nữa nha các bạn. Rồi cuối cùng là sả. Đó, mình cho hết nguyên liệu vô ha. À, bây giờ mình sẽ cho cái hạt nêm. Nửa muỗng hạt nêm nha các bạn. Rồi mình sẽ cho một ít muối vô ha. Một ít tiêu. Rồi mình sẽ cho khoảng nửa muỗng nước mắm, muỗng cà phê nước mắm nha. Rồi mình sẽ trộn cho nó thấm như vậy nha các bạn. Đó. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ cho khoảng 2 muỗng cà phê dầu vô ha. Các bạn ướp khoảng để khoảng 10 phút á cho nó thấm như vậy rồi mình sẽ kho ha các bạn. Đó các bạn, sau khi mà các bạn ướp xong á, các bạn bỏ lên nồi ha. Bỏ cái nồi đa nồi các bạn ướp á lên, các bạn thèo sơ vậy nè. Sau khi mà mình ướp nó thấm như vậy thì mình thèo sơ vậy nè cho nó dậy mùi nha các bạn. Đó. Rất là thơm nha các bạn. Món này thơm lắm. Đó, làm cho nó dậy mùi rồi mình mới kho. Nói chung là các bạn bỏ vô đây nè, cái nãy có dầu các bạn cho nó làm cho nó tái tái vậy nè các bạn, cho nó thấm như vậy á, nó tái xong rồi các bạn mới cho một ít nước vô kho ha. Đó, giống như mình làm xào, giống như mình xào cho nó tái vậy á. Đó, các bạn đảo đều ha, cho nó tái với miếng thịt bò trước. Món này thơm lắm, ăn cơm ngon lắm. Rồi bây giờ mình cho một chút xíu nước thôi nha các bạn, cho một chút xíu nước vô kho thôi. Đó, các bạn cho review vậy á, ít gì thôi chứ đừng nhiều quá ha các bạn. Đó, các bạn cho ít thôi, nhiêu đây thôi nha các bạn. Đó. Rồi mình sẽ đậy nắp lại kho cho nó chín ha. Đó, sau khi mà các bạn kho nó chín rồi nó sẽ như thế này nè các bạn. Đó. Đó, thì cái này ăn cơm ngon lắm. Đó, như vậy nha các bạn nè. Đó, mình gấp lên cho các bạn coi ha. Đó. Cái này thì nói chung là ăn cơm ngon. Đó, thì cái kho bò kho sả ngại của mình á, đơn giản lắm. Nói chung là các bạn coi video các bạn có thể thấy nấu rất là đơn giản. Mình các bạn nếu mà mình không thể diễn tả được, nhưng mà cái các bạn nếu mà đứng gần như vậy nè, cái mùi rất là thơm ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha.